Mane và Ronaldo vắng khỏi top 8 cầu thủ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh mùa 2021-22. Premier League đã công bố danh sách rút gọn 8 cái tên cạnh tranh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. 1. Trent Alexander-Arnold, Liverpool. 2. Jude Bowen, West Ham United. 3. Juan Cancelo, Manchester City. 4. Kevin De Bruyne, Manchester City. 5. Bukayo Saka, Arsenal. 6. Mohamed Salah, Liverpool. 7. Son Heung-min, Tottenham Hotspur. 8. James Ward-Prowse, Southampton. Các cổ động viên sẽ bình chọn người chiến thắng trước 0 giờ ngày 17 tháng 5 giờ Việt Nam. Kết quả bình chọn của cổ động viên sẽ kết hợp với kết quả bình chọn của 20 đội trưởng và một nhóm chuyên gia để xác định người chiến thắng. Mane đã ghi 15 bàn trong 33 lần ra sân và đang cùng Liverpool hướng đến cú ăn 4 lịch sử. Ronaldo đã ghi 18 bàn ở Premier League. Anh cũng đã có 2 lần giành giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng ở mùa này, nhưng cả hai đều không nằm trong danh sách cuối cùng. De Bruyne và Salah có cơ hội thắng giải thưởng này lần thứ 2. De Bruyne đã có 15 bàn và 7 kiến tạo, trong khi đó Salah có cơ hội giành danh hiệu vua phá lưới với 22 bàn và 13 kiến tạo. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.